Trong cuộc sống hiện đại, chúng ta sẽ hiếm khi bắt gặp hình ảnh của những chiếc đài radio cassette. Thế nhưng cứ mỗi chủ nhật cuối cùng của tháng, một phiên chợ ký ức lại được mở ra để những người yêu văn hóa nghe đài, tái hiện lại thanh âm của những ngày xưa cũ. Hãy cùng VTC10 lắng nghe câu chuyện của những người yêu thích radio cassette tại Hà Nội. Đây là những chiếc đài radio cassette xưa. Vào những năm 60-70, những chiếc đài ấy rất thịnh hành và là món đồ xa xỉ của người dân lúc bấy giờ. Có những chiếc có giá trị bằng cả căn nhà, có những chiếc bằng cả đàn lợn hoặc họ trao đổi gạo, lúa. Phải có cho mình một chiếc đài để nắm tất cả thông tin. Nhưng ngày nay, thời đại số đã bùng nổ, người nghe có quyền lựa chọn cho mình nhiều phương thức khác để nắm thông tin. Chiếc đài cassette năm nào đã hiếm dần và trở thành kỷ niệm, ký ức của thế hệ 60-70. Hiện nay, vẫn còn có những người lưu giữ lại những chiếc đài. Họ là thành viên của câu lạc bộ sưu tầm radio cassette. Với họ, đó là ký ức tuổi thơ, là tình yêu với văn hóa và với đồ vật gắn với cuộc đời của họ ngần ấy năm. Thật ra thì đam mê thì rất lâu rồi, từ lúc mà còn bé cơ. Nhưng mà đến bây giờ thì mình đã thỏa mãn được niềm đam mê là sưu tầm được những chiếc đài đẹp, độc đẹp. Thứ nhất là mình sưu tầm những chiếc đài mà huyền thoại với người Việt Nam. Những chiếc đài cassette này có tuổi đời rất cao, có những chiếc từ những năm 60 đến nay vẫn được bảo quản nguyên vẹn nhờ vào sự tỉ mỉ, cẩn thận của anh Nguyễn Xuân Thủy, chủ nhiệm câu lạc bộ sưu tầm radio cassette. Không chỉ dành tình yêu với chiếc đài cổ, anh còn mở ra một sân chơi cho những người có chung niềm đam mê với mình. Sân chơi này không chỉ để học hỏi giao lưu, mà còn gặp gỡ những người cộng sự khắp nơi trên mọi miền tổ quốc. Nói về bác Thủy thì để mà phải nói là một anh chủ tịch hiện tại đang sống và làm việc ở Hà Nội, là một người đam mê gọi là cháy hết mình, không bất kỳ một cái cá nhân gì riêng, và anh ấy là người định hướng cho anh em để chơi theo một cách lành mạnh và tốt nhất. Câu lạc bộ được thành lập từ 5 năm trước, cứ vào ngày chủ nhật cuối cùng của tháng, những người trong câu lạc bộ sẽ gặp gỡ nhau. Để có thể duy trì câu lạc bộ, họ đã dày công tìm tòi, sưu tầm những chiếc đài cổ từ châu Á đến châu Âu. Họ trao đổi với nhau về cách sửa chữa, chia sẻ cho nhau nét hay, nét đẹp độc đáo của từng loại đài. Hay đôi khi, họ chia sẻ với nhau cả những tấm bằng cassette hay, độc, lạ mà chỉ có họ mới có được. Thì rất là hồi hộp mà tuần nào, cái lần nào mà họp chợ này mình cũng đến đây. Và khi gặp anh em thì trao đổi và mua bán. Mình thì cũng không phải là buôn, nhưng mà mình mua đài về để mình có những cái hoài niệm về cái kỷ niệm xưa cũ. Đến giờ này thì sau bằng đấy năm thì cũng thành lập ra thì cũng đã thu hút được hơn 14.000 người trên toàn quốc. Và hầu như là tất cả các tỉnh thành nào cũng đều có các nhóm chơi cùng đang chơi cùng với mình trong cái hội đó. Câu lạc bộ thì có một thời gian hoạt động là hơn 5 năm. Phương hướng hoạt động của hội và trong cái câu lạc bộ thì nó có hai cái chính. Cái chính là vẫn duy trì những cái hoạt động thường tháng của câu lạc bộ, và sau đó thì phát triển ra những cái nơi tỉnh thành khác, là những cái nơi mà có nhiều người chơi thì cũng sẽ tạo ra những cái phiên chợ ở các tỉnh. Và chúng tôi đã làm được 6 phiên chợ, trong đó thì có Hải Phòng, Hòa Bình, Thái Bình, Hưng Yên và một số các tỉnh thành khác. Phiên chợ radio cassette không chỉ là nơi bày bán những chiếc đài cổ lâu năm, mà đó là một sân chơi lành mạnh, bổ ích, giúp cho những người xa lạ trở nên gần nhau hơn. Họ cùng nhau thể hiện tình yêu về những thứ hoài niệm, tình yêu với văn hóa radio cassette và hàn huyên về những ngày xưa cũ.